chuyển sinh thành liễu đột biến chấp 281. Nhìn bầy khỉ cùng với Bạch Viên đang ở trong lồng phục hồi sinh mệnh, dị thụ cảm nhận được nỗi lòng của Kim Hầu. Dị thụ biết Kim Hầu tâm tư đang suy nghĩ cái gì, hắn liền lên tiếng giải thích, việc nó bị trọng thương không phải lỗi của ngươi. Bảo vệ ngươi là trách nhiệm của nó với tư cách là một vị vua. Kim Hầu cầm trên tay viên đá có in ấn ký trước mắt, trên mặt hiện nét mặt ảm đạm vô quang, trước khi nhắm mắt, nhà vua đã trao cho tôi ấn tín của ngài ấy viên đá có ấn ký đó chính là minh chứng của thần thụ dành cho vua của các chủng tộc là biểu tượng của sức mạnh tối thượng nhưng đối với tôi của hiện tại thì cái này quá nặng nề tôi hoàn toàn không xứng đáng để có nó khi nghe những lời này hai người bạn thân khá lửng và lợn rừng chỉ biết ngậm ngùi trên gương mặt họ sự đồng cảm hiện rõ cùng với nỗi buồn dâng trào kim hầu bỗng dưng động đậy nó nhổm dậy sau đó xoay người đi về phía thủ cấp của con dị chủng kim tinh bất ngờ kim hầu dùng cái đầu của mình đập mạnh vào đầu của con dị chủng kim tinh trước mặt một tiếng cộc vang tai vang lên dị thụ đứng im lặng dõi theo hành động của kim hầu mà không nói thêm lời nào bởi vì mọi điều cần nói thì hắn đều đã nói rồi giờ đây kim hầu cần phải tự mình thoát ra khỏi tình trạng hiện tại dù con dị chủng kim tinh kia chỉ là một cái thủ cấp bị dị thụ gỡ xuống nhưng nó cũng rất cứng kim hầu so với nó cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu vì thế việc nó bị xuất huyết sau khi tự mình dùng đầu đập vào là điều hoàn toàn dễ hiểu máu từ vết thương trên đầu chảy xuống nhưng đối với kim hầu lúc này điều đó chẳng đáng bận tâm với ánh mắt kiên định nó tuyên bố mục tiêu tiếp theo mà nó khát khao đạt được tôi muốn trở nên mạnh mẽ cho đến khi trở thành vị vua mạnh nhất ánh mắt và biểu cảm của nó lúc này nói lên tất cả nó cùng với hai đứa bạn thân khá lửng cùng với lợn rừng bước từng một đi vào không gian bế quan tu luyện với một quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết dị thụ quay đầu ánh mắt dõi theo bóng dáng của kim hầu dần khuất xa trong tầm mắt đôi mắt hắn thoáng lóe lên một tia sáng sự kiện lần này thực sự đã giúp kim hầu trưởng thành trở lại về với bản thế của dị thụ dị thụ một lần nữa đối diện với cô gái bí ẩn và cuộc đối thoại giữa họ lại bắt đầu dị thụ nhìn chằm chằm về phía cô gái nói thẳng vào vấn đề vậy hãy nói đi hãy cho ta biết tất cả những gì ngươi biết cô gái trả lời ta thực sự không biết gì cả ngay khi lời vừa dứt dị thụ điều khiển dây liễu uyển chuyển xuất hiện bên cạnh cô gái Mỗi đầu dây liễu đều ngưng tụ thành một quả cầu linh lực, chỉ cần cô gái có một hành động bất thường, ngay lập tức, dị thụ sẽ phát động công kích. Trước đó, dị thụ tỏ rõ sự bất mãn, ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy đe dọa, "Nếu ngươi không nói thật, ta sẽ giết ngươi thật đấy, ngươi thậm chí còn biết tên chúng, sao có thể không rõ về những chuyện này?" Tuy nhiên, cô gái không mảy may để tâm tới lời đe dọa, bình tĩnh đáp lời, "Đó là bởi vì chúng ta có khả năng tiên đoán tương lai, nên những gì chúng ta biết cũng không nhiều hơn ngươi." Phát hiện điểm nghi vấn trong lời nói của cô gái bí ẩn, Dị Thụ lập tức hỏi tiếp, "Bọn ta, trong miệng ngươi nói rốt cuộc là ai, với cả danh tính thật sự của ngươi là gì?" Dưới ánh mắt tò mò của Dị Thụ, một bóng hình mờ ảo từ cơ thể cô gái thoát ra. Từ bộ dáng của linh hồn này, có thể thấy đây là một linh hồn của một người đàn ông. Hắn hướng về phía Dị Thụ, giọng nói vang lên trầm bổng, "Ta chỉ là một linh hồn tạm trú trong cơ thể của cô gái này. Chúng ta không rõ vì sao đại đế lại tấn công nơi đây." nhưng với sức mạnh của hành tinh này chỉ có mê vụ đại sơn này mới có chút giá trị một khi cuộc chiến nổ ra chúng ta hoàn toàn không thể chống cự cũng vào ngay lúc này dị thụ thu hồi lại tấn công cô gái suy nghĩ một chút rồi quay sang dị thụ đề nghị chúng ta phải tập hợp thêm người dị thụ nhíu mày giọng nói trầm tư dựa vào tình hình hiện tại của trái đất việc tái thiết một quân đoàn mạnh mẽ trong vòng một năm là điều rất khó khăn có lẽ chúng ta nên xem xét khả năng tìm kiếm những hành tinh khác sau khi lắng nghe ý kiến của Dị Thụ, cô gái gật đầu, cảm thấy đây là một giải pháp khả thi, với khả năng hiện tại của ngươi, việc này cũng không quá khó khăn. Thế nhưng biểu cảm của Dị Thụ lúc này thay đổi, hắn hướng ánh mắt sắc bén về phía cô gái, chất vấn, tại sao ta phải tin những gì ngươi nói? Ta không biết gì về ngươi cả, ngươi rốt cuộc là đồng đội của ta, hay là kẻ địch? Cô gái biểu cảm thong dong, ánh mắt thẳng hướng về phía Dị Thụ, bình thản nói, ta không phải kẻ thù của ai, cũng chẳng phải đồng minh của ai. Nếu ngươi không tin ta, thì cứ việc giao chiến với ta một trận ngay tại đây. Nhưng hãy nhớ, trước khi điều đó xảy ra, quân đoàn của đại đế sẽ không dừng lại chỉ vì một cuộc tranh đấu như thế. Dừng lại một chút, hắn không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Hương ánh mắt về phía cô gái, hắn hỏi với vẻ nghiêm túc, hãy cho ta biết, các ngươi nhìn thấy tương lai ra sao? Cô gái bí ẩn trong giây phút, nét mặt cô không thể nào đoán định. Thời gian như ngừng động, cho đến khi cô cất tiếng, đó là một hành tinh bị chia cắt mà hành tinh bị chia cắt này không phải nghi ngờ đó chính là trái đất của tương lai sẽ bị hủy diệt. Nghe xong lời này, dị thụ trong phút chốc bị trầm mặc. Không bận tâm đến vẻ mặt của dị thụ, cô gái tiếp tục nói, nhớ lấy, chúng ta chỉ còn một năm để sống, ta phải làm những gì ta cần làm. Lúc nói lời này, cô gái vung tay phá vỡ lớp không gian trước mặt, ngay lập tức mở ra một thông đạo không gian. Trước khi đi, cô gái nhìn về phía dị thụ nói ra lời cuối cùng, về sau, ta sẽ lại đến tìm ngươi nhìn cô gái bí ẩn từ từ biến mất trước mắt mình dị thụ lặng đi trong chốc lát không gian xung quanh bỗng chốc chìm trong một bầu không khí nặng nề như thể thời gian đã ngừng lại đại đế dị thụ nhấn mạnh danh tự này trong đầu dường như đã nảy sinh một kế hoạch tỉ mỉ nhằm đối phó với kẻ ấy trở lại với mặt trăng không gian ở nơi đây trong nháy mắt bị phá vỡ một thông đạo không gian hiện lên dị thụ từ đó xuất hiện chui ra người quế thấy chủ nhân trở về liền vui sướng hô lên chủ nhân người trở về rồi dù vậy, chỉ trong chớp mắt, trên đầu nó xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi. Thật khó hiểu khi chủ nhân không đáp lại nó, điều này khiến nó cảm thấy nghi ngờ. Nhất là khi thấy dị thụ hối hả như vậy, càng làm cho nó thêm phần thắc mắc. Lúc này tại căn cứ trên mặt trăng, nơi các tòa nhà được xây dựng bởi công trình sư Thanh Cương, toàn bộ nơi đây đều được xây dựng từ vật liệu trên mặt trăng. Kể từ khi căn cứ trên mặt trăng được xây dựng, tất cả các nhà khoa học ở mê vụ Đại Sơn đều tập trung trên mặt trăng. Dù bên ngoài tòa căn cứ có vẻ thô sơ, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tân tiến đến bất ngờ. Lúc này, Vưu Nhĩ, người điều khiển từ lực, đang ở trong một hành lang. Anh ta nhìn lên phía căn phòng trên cao, gật đầu ra hiệu cho một nhóm người nào đó. Trong căn phòng, một giọng nói vang lên, "Phóng hỏa." Nhìn vào bộ dạng của họ, trong trang phục trắng toát và biểu cảm thông thái, có thể thấy đây là một nhóm các nhà khoa học đang thực hiện một nghiên cứu quan trọng nào đó ở phía bên kia của thông đạo vưu nhĩ đứng với tư thế giang rộng hai tay hai chân như thể đang chuẩn bị cho một thí nghiệm quan trọng trước mặt hắn một cỗ máy khổng lồ đang tích tụ sức mạnh linh lực tạo ra một nguồn năng lượng mãnh liệt chỉ trong nháy mắt cỗ máy năng lượng phóng ra một luồng sáng lam lao vút về phía vưu nhĩ hắn nhanh chóng vận dụng khả năng điều khiển lực từ đôi tay thao tác không ngừng mặc dù sau một hồi vật lộn vưu nhĩ đã thở gấp và toàn thân mệt mỏi nhưng ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng bởi sau khi sử dụng năng lực điều khiển lực từ hắn đã tạo ra một vòng xoáy lam quang trước mặt giống như một thông đạo thời không được hình thành từ sức mạnh của lực từ và luồng linh lực cường đại tập phim hôm nay kết thúc tại đây mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé ủng hộ kinh phí edit dịch chuyện cho tim bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người chúc mọi người xem phim vui vẻ đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất